Thì hiện tại bây giờ là cái máy mục kim này nó đang bị cái tình trạng là nó không cắt gì trên nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái mặt huyệt ra và kiểm tra giao cho anh em xem nha. Thì sau khi mình tháo cái mặt quẹt ra thì hiện tại bây giờ là con dao di động này, con dao di động là nó đi trễ quá nha anh em thấy không? Hiện tại bây giờ con dao di động này là nó đi quá trễ. Rồi anh em thấy không? Đi trễ quá. Rồi bây giờ mình sẽ lật cái cam cắt chỉ lên và kiểm tra và chỉnh cho anh em xem nha. Thì bây giờ mình sẽ là lật máy lên và chỉnh cho con dao này là đi cho sớm chút xíu cho anh em xem nha. Dừng xong nó bắt đầu là anh quay luôn. Thì khi sau khi mình lật máy lên thì ở nằm ở vị trí này là có một con ốc để mà chỉnh di chuyển con dao di động nha. Thì sau khi nở con lòng có ốc dưới ra thì bây giờ mình sẽ là di chuyển con dao di động tới một chút xíu nha, cho nó bắt sớm đi sớm một chút xíu nha. Thì sau khi mà đã đẩy con dao di động này tới sớm một chút xíu rồi thì bước kế tiếp mình sẽ siết chắc con ốc dưới của con dao lại nha. Rồi, anh em lưu ý cho mình này, sau khi mà mình đã chỉnh con dao di động này đi đúng rồi thì anh em phải điều chỉnh con dao trên này nha. Dao trên và dao dưới nào nó sẽ kết hợp với nhau. Khi mà con dao dưới này nó lao tới thì là nó phải có cái độ ma sát với cái con dao trên này nha. Đó anh em thấy không? Thì sau khi mà được chỉnh con dao này chuẩn rồi thì bước kế tiếp thì mình sẽ chỉnh cái cam các chị cho anh em xem nha. Thì hiện tại bây giờ là cái cam này nó có hai con ốc nha anh em. Mình sẽ lấy một con thứ hai này là điểm chuẩn để mà chỉnh cam nha. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho anh em xem này. Cái con thứ hai này là mình nằm trong cái cam này, nó có một cái điểm lồi lên nha anh em lưu ý nha. Con đầu tiên là cái điểm này không có nha. Còn cái con thứ hai này nè là ở phía trong cái cam này nó có một cái điểm lồi lên là cái điểm chuẩn nha. Và thêm một cái điểm nữa là khi cái cam con ốc cuối cam của các chị thì nó sẽ đi thẳng hàng với hai cái ốc cam bằng lừa nha anh em thấy không? Nó thì nằm song song với nhau thì nó sẽ chuẩn. Thì sau khi mình đã chọn được cái điểm cam anh chuẩn rồi thì bước tiếp là tìm con này, nó độ hở của cái con cái tầm 3 ly được nha anh em. Đó anh em thấy không, độ hở từ cái con này có cái cam này tầm 3 ly được. Thì sau đó thì anh em được xích chắc con cam này nha. Thì sau khi mà đã chỉnh cái cam chuẩn rồi thì bây giờ mình sẽ là lật máy xuống và chạy thử cho anh em xem nha. Thì như anh em thấy đó, sau khi mình chỉnh xong và chạy thì là nó sẽ cắt chỉ nha anh em, cắt chỉ rất là đều nha. Thì cái video mà hướng dẫn cái cách mà chỉnh cam cắt chỉ với là cái bộ dao trên đó, của cái máy mục kim đó, của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu anh em xem video cảm thấy hay thì cho mình một like và một kênh đăng ký để đón xem những video tiếp theo của Thái nha.